Bạn đang xem hướng dẫn tạo tài khoản trên website của Vietair Cargo. Với từ khóa Vietair Cargo được viết liền, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy địa chỉ trang web của chúng tôi vietaircargo.com trên trang công cụ tìm kiếm Google. Ngay sau khi truy cập vào website của Vietair, chọn vào nút tài khoản trên thanh công cụ nằm ở góc phải phía trên màn hình, sau đó chọn đăng ký. Bây giờ, bạn hãy cung cấp thông tin của mình một cách đầy đủ và chính xác nhất bằng cách điền vào những ô còn trống bên dưới và thực hiện bước xác nhận. Việc cung cấp thông tin này giúp cho Vietair Cargo có thể tương tác cũng như hỗ trợ bạn tốt hơn khi sử dụng dịch vụ của Vietair. Và để hoàn thành thao tác, bạn nhấn chọn đăng ký. Giao diện website sẽ chuyển tiếp đến trang mới với nội dung hiển thị rằng bạn đã đăng ký thành công. Bạn hãy kiểm tra hộp thư điện tử của mình. Một email được gửi tới từ Vietair Cargo với nội dung là tên đăng nhập và mật khẩu mặc định dùng để đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website của chúng tôi khi đăng ký thành công. Và để đảm bảo bảo mật thông tin, bạn nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập mới. Nhập địa chỉ gửi mặc định hoặc địa chỉ nhận mặc định nếu muốn. Và giờ đây, bạn có thể tự quản lý đơn hàng, thông báo đơn hàng từng mua và gửi về Việt Nam, hay gửi yêu cầu báo giá hoặc thông báo cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam. Nếu như bạn đã có tài khoản nhưng lại không nhớ rõ mật khẩu lúc đăng ký, thì việc lấy lại mật khẩu cũng hết sức đơn giản. Bạn chỉ cần nhập vào thông báo quên mật khẩu, nhập lại email đã đăng ký và chọn gửi lại mật khẩu. Một email với nội dung là mật khẩu tự động được gửi từ hệ thống của chúng tôi đến email cá nhân mà bạn đã đăng ký. Hãy đăng nhập lại và đổi mật khẩu để có sự đảm bảo về độ bảo mật thông tin cá nhân của mình. Các bạn có thể xem thêm một số hướng dẫn liên quan như hướng dẫn mua hàng Mỹ, đăng ký gửi hàng về Việt Nam, hoặc hướng dẫn thủ tục đăng ký cho khách hàng muốn tự mua hàng hóa và gửi về Việt Nam. Bạn vừa xem xong clip hướng dẫn tạo tài khoản trên website của Vietair Cargo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Vietair Cargo xin trân trọng cảm ơn.